Ok, em chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh Cao Tuổi Hải Phòng. Vâng, nhân kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, kỳ lễ cuối cùng của năm 2024, Tuấn Anh Cao Tuổi Hải Phòng xin kính chúc tất cả mọi người ở trên trang chủ YouTube của Tuấn Anh Cao Tuổi Hải Phòng cũng như các bác nào lần đầu tiên xem video của em một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Chúc tất cả mọi người có một kỳ lễ bên gia đình thật là vui vẻ. Và chắc chắn rồi, nghỉ lễ thì sẽ có thời gian, và đặc biệt lần này thì nó lại rơi vào cuối tháng và đầu tháng, nên là các bác có thể bố trí sắp xếp thời gian, cũng hết tháng 7 rồi đấy các bác nhá. Và một cái thông tin đến từ của mà rất nhiều người ở Việt Nam đang mong chờ, đã ra quyết định chính thức là ngày mùng 1 tháng 9 2020 năm nay, ái tư này là có cái giảm thuế 50% phí trước bạ so với những cái chiếc xe lắp ráp trong nước cũng như những chiếc xe mới bà con nhé. Nhưng mà cũng xin chúc mừng quý vị nào đã chờ được là giảm thuế mùng 1 tháng 9 này, nó bắt đầu giảm rồi bà con nhé. Bà con nếu mà có dự định mua xe mới thì mua đi đấy. Nhưng mà ngày hôm nay em cũng cho dù là giảm thuế đến 100% hay là 200% đi nữa thì Tuấn Anh cũng không để ý và không quan tâm lắm, tại vì hôm nay Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho các bác những cái chiếc xe nó chỉ có vài chục triệu đồng cho đến hơn 100 triệu đồng, 150 triệu qua lại thôi. Đấy, có rất nhiều bác cần và nó cũng chẳng liên quan gì đến cái việc là giảm thuế của nhà nước, giảm thuế của xe mới đó, đúng không các bạn? Đấy, vì những cái dòng xe 100 triệu cho đến 50 cho đến 150 thì nó cũng khá là hợp lý cho các bác nào chỉ có cái tầm tiền như vậy thôi, nên là các bác cũng chẳng bao giờ các bác chờ đợi rằng tôi có tầm tiền này tôi chờ tôi mua xe mới để giảm thuế cả. Vì thế nên ngày hôm nay tôi đang sẽ review và sẽ nhặt những cái dòng xe mà từ loại rẻ nhất cho đến cái loại đắt nhất là khoảng tầm 150 thôi, vì nó không liên quan gì đến cái việc giảm thuế bà con nhá. Không làm mất thời gian của mọi người nữa thì chiếc đầu tiên đây 50 triệu anh em nhé, 50 triệu em sẽ đi vào cho các bác một chiếc xe Daewoo lá lốt này, một chiếc xe lá lốt sản xuất năm 2003, số sàn động cơ 1.6, biển Hải Phòng biển Quảng Ninh 14L9467. Nói chung là con này chỉ có 50 triệu thôi, mà các bác nào mua thì em cũng chỉ lộc lá cho các bác được khoảng 2 triệu là 48 triệu thôi, chứ không bớt được nhiều. Đây là nội thất trong xe. Nội thất của nó thì ghế nỉ nguyên bản, máy lổ còi kêu, 4 bánh quay đều điều hòa mát bà con nhé. Máy con này thì điều hòa mát, la đăng đúc, 4 bánh theo xe này. Nội thất thì cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng cho quý hàng của quý bà con này. Đấy, để nó có 50 triệu và đã bớt cho anh em 2 triệu đó là 48 triệu. Anh em đi con này. Đấy, thực ra những con xe này nhà em không liên quan đến việc giảm thuế, mà em cũng không cần phải lo lắng gì việc giảm thuế cả bà con nhé. Đấy, 50 triệu đấy bà con nhé. Đây, hay là một chiếc Toyota Vios đây. Con Toyota Vios này thì sản xuất năm 2007. Đấy, với giá chưa đến 100 triệu thì anh em cũng chẳng liên quan đến cái việc giảm thuế, cho dù nhà nước giảm đến khoảng 200% đi, có tặng thêm thì cũng vậy thôi, đúng không bà con nhá. Đấy, em quay cho các bác nào cần về những cái dòng xe này. Còn nhiều bác thì bảo ôi cái dòng xe này thì chỉ cho lên gang thép Thái Nguyên, hay là cho lên Tề Lỗ Vĩnh Phúc, hay là cho không ai lấy, hay là như thế này thì nọ, những cái bình luận trái chiều. Không, đấy là cái mạng xã hội thì mình không nói, đúng không ạ? Nhưng thôi kệ. Bác nào cứ bình luận được, cả bác chửi em, bất cứ bình luận trên kênh của em thoải mái, vì em chỉ làm đúng thôi chứ không có làm sai cái gì, nên chẳng phải vấn đề gì cả bà con nhé. Đấy, con này Vios 2007, tên tư nhân, gia đình sử dụng, biển Hải Phòng 15K này 30420. Đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2025, xe từ 2007 nhưng vẫn chính chủ và sử dụng, bao rút hồ sơ gốc cho tất cả mọi người. Nội thất của xe thì có màn hình camera lùi đầy đủ hết theo xe bà con nhé. Và giá để cho anh em loanh quanh của nó là hiện tại là bên em đang chào bán với giá đây cho anh em là khoảng 85 triệu thôi. Đang bán 95 triệu nhưng mà thôi, để cho anh em 85 triệu. Anh em nào mua được thì đi vừa tập lái là khá là hợp lý này. Con này thì em mới làm lại máy mất tầm khoảng 16 triệu rồi. Có phần sơn xi thì bên ngoài nó xước sát. Nói chung là xe cũ thì không tránh được. Về các bác có thể là review lại, các bác tuốt tát lại bác đi, hoặc các bác cứ để nguyên bác chạy cũng thoải mái mà. Vì nó là cái dòng xe có mấy chục tập lái thôi các bác nhá. Tiếp theo bên đây thì em đang có một chiếc Daewoo Gencha. Con này thì sản xuất năm 2009 xe gia đình sử dụng, tư nhân, biển Phú Thọ 19L2845. Đấy, bà con các bác chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Cao Tuổi Hải Phòng. Đây là một cái mẫu xe cực kỳ đẹp cho anh em bà con nhé. Xe gia đình sử dụng đời 2009, một mẫu sedan hai đầu ở phân khúc hạng B. Nội thất rất là đẹp. Con này thì xem nào, em đang bán 101 thì để cho anh em 100 tròn thôi. 100 tròn thôi bà con nhé, 100 tròn thôi. Một cái dòng xe rất là đẹp và chất lượng này. Dòng này thì đời 2009, đời cao giá rẻ này. Đấy, mà rất là ok này. Biển 19L2845 các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy, cho anh em 100 tròn thôi nào.
Ok, tiếp tục đêm đang có Toyota Vios đời 2020, đời 2010, biển 36A27168, form mới bản Limo, lưng full kido. Chiếc xe có la đang đúc, máy móc của nó cực kỳ chất, gầm bệ đẹp, nội thất ok. Nói thật với các bạn là con này thì ngày hôm qua đấy, có một bác ở trong trong Đồng Nai cũng đã rả em là 125 triệu là bao hồ sơ cho anh ấy. Còn cái việc là vận chuyển là anh ấy chịu, đúng không ạ? Ok thì em cũng đã gọi là đồng ý cắt lỗ cho anh ấy rồi. Nhưng mà anh ấy lại còn cân đối, anh bảo là sợ là không tin tưởng hay là sợ bên em tháo đồ. Nói thật các bác, cái dòng Vios này thì có cái gì mà tháo đồ, đúng không ạ? Mà bác bảo là xe là phải chạy được. Thì bây giờ xe em bán ra không chạy được thì làm sao mà em bán được, đúng không ạ? Em đang bán 138 triệu cơ. Nhưng ngày hôm nay vì bác ấy giả như thế, nhưng bác ấy cứ vần vò, bác cân đối thì em không thích nữa. Ngày hôm nay em sẽ lên sóng cái video này và em sẽ để cho anh em 125 triệu em bao hồ sơ gốc cho anh em. Đúng 125 triệu bao hồ sơ gốc cho anh em. Anh em nào mua được thì alo cho em nhé. Máy cực kỳ chất luôn, nội thất sạch đẹp, đăng kiểm còn tư nhân, biển Thanh Hóa. 125 triệu thôi em sẽ bao hồ sơ gốc cho anh em yên tâm nhé. Còn con bên đây thì sao ạ? Con bên đây là một chiếc Daewoo Nassetti. Nói về Nassetti thì nó có hai loại, đó là loại nhập khẩu và loại Việt Nam. Con này là loại nhập khẩu, sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn động cơ 1.6, xe thì biển Hà Nội, tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ mới, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011 và xe thì đã rút hồ sơ rồi. Đăng kiểm tháng 1 năm 2025. Trên xe có đầy đủ màn hình, camera lùi, camera hành trình, âm thanh nghe nhạc hay, nội thất đẹp. Vâng, con này thì em đang với những cái tầm xe như này, nhà em ấy, hiện tại nhà em đang có những cái con đang bán 150 triệu đúng không ạ? Nhưng con này, riêng con này nhá, hồ sơ thì em rút rồi và em đang thanh lý cho anh em. Thanh lý cho anh em con này là 145 triệu. Bên em bao ra tên, được chưa? Bao ra tên chính chủ cho anh em. Anh em nào mua được thì mua. Đó, vì cái dòng này thì cũng giảm theo thời gian, nhưng mà khả năng là sắp tới đây thì cái dòng sẽ lên giá. Vì em bán bắt được thị trường cũng như năm ngoái thôi, các bạn nhé. Xe nhập khẩu này giá rẻ như cho, và đặc biệt là xe gia đình sử dụng, không khoan đục, không taxi và không có dịch vụ, các bạn nhé. Đấy. Để cho anh em cái giá có 145 triệu rồi, bên em bao ra tên mà full đồ chơi rồi, hồ sơ rút rồi và có những ra tên trong vòng phút nhạc thôi. Rồi, tiếp tục ở đây em đang có cho các bác một chiếc Daewoo Gencha. Con này thì nó là nhập khẩu nguyên con rồi, để hơi bẩn chút thôi. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025. Một mẫu Daewoo Gencha nhập khẩu nguyên con nhé. Con này là hàng nhập khẩu chứ không phải cái hàng lắp ráp trong nước. Đời 2010, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc và con nhé. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang để cho các bác với cái giá 139 triệu đồng thôi. Ngày hôm nay em nói rồi, 150 triệu đồng đến vài chục triệu đồng là em sẽ quay. Em bất chấp các bác có nhà nước có giảm thuế hay không, nhưng mà đấy là lợi thế cho các bác xe mới thôi. Chứ còn nói em thì không sao. Đấy bà con nhé, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 139 triệu đồng. Một chiếc Gencha nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, sản xuất năm 2009, 2010. Máy 1.2 số sàn, động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu, đang kiểm còn, tư nhân biển Hà Nội, không khoan đục taxi gì, và có hỗ trợ cho anh em về thủ tục rút hồ sơ. Form dáng của dòng này thì nó đẹp lắm. Bản này thì nó có túi khí đầy đủ nhé, có hệ thống gương kính chỉnh điện và la đang đúc nguyên bản theo xe cho bà con, đúng không ạ? Tiếp tục ở đây em đang có cho các bác một chiếc xe nữa. Đó, có rất nhiều luôn chứ không phải ít đâu. Đây em đang có một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nassetti, Daewoo Nassetti biển Hà Nội 29A909206. Đây mới là chiếc xe Việt Nam này. Con này Việt Nam thì form dáng nó như này, nhưng mà động cơ 1.6, và với cái chiếc xe này thì nó cũng không có taxi và không có dịch vụ, biển Hà Nội 29A09206. Với giá của chiếc xe này em để cho các bác 129 triệu đồng thôi. Nội thất con này thì cực kỳ đẹp, và đặc biệt là xe gia đình sử dụng, không khoan đục taxi gì. Đấy, máy của nó thì miễn bàn, đời 2011 bà con nhé. Đời 2011 bà con này. Để cho anh em có 129 triệu đồng thôi. Đời 2011 gia đình sử dụng nhá. Đấy. Mé trong đây còn con Nassetti nữa, rẻ hơn này. Con Nassetti này thì sản xuất năm 2009, cùng một cái form thôi, nhưng con này nó là biển Tuyên Quang. Và giá thì như con này ấy, em để cho các bác khoảng tầm là 100 tròn thôi và con nhé. Đời 2009, đăng ký 2010. Đấy, một chiếc xe biển 22 của tỉnh Tuyên Quang. Xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Để cho anh em có 100 triệu đồng tròn thôi. 100 triệu đồng tròn thôi bà con này. Đấy, một cái dòng xe còn quá là lớn, quá là đẹp. Vâng, giá quá rẻ so với thị trường, rẻ so với cái thời điểm mà chiếc xe này ra, nó quá, nói chung là tầm tiền 100 triệu đồng anh em đi con này nó quá hợp lý rồi, đúng không ạ? Đấy là những cái mẫu sedan hai đầu em vừa nhặt ở cái khu vực đằng trước này. Và khu vực đằng sau thì em có Morning. Morning thì rất nhiều, cái loại mà tầm 2013 như con màu trắng biển Nam Định này,
và con màu xanh này đời 2013 em để cho các bác là 135 triệu thôi. À, 135 triệu, con này là 4 máy 1.25 form mới, tất nhiên là nó sẽ có qua dịch vụ và taxi rồi, đã về tên tư nhân rồi đấy. Đấy, và còn những hai mẫu này 2013 thì em còn 3-4 mẫu nữa cơ đấy, để cho anh em loanh quanh có 135 triệu thôi. Morning form mới 2013, ôi giời giời nó quá rẻ rồi, anh em đi những cái con xe như thế này thì nó quá là hợp lý đúng không ạ. Ở đằng sau này cũng còn khá là nhiều đây, ví dụ như con i10 này là biển Hà Nội này, 29A này. Con này thì biển Hà Nội, i10 bản đủ, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, biển Ấn Độ, biển 29A64696. Bản đủ số sàn, tư nhân gia đình sử dụng, không khoan đục, máy của nó là 1.1, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2025, để cho anh em có 135 triệu thôi. Đúng không ạ? Hay là một chiếc Kia Morning đây các bạn ơi. Một chiếc Kia Morning con màu đỏ này. Con này là 2015, số sàn bản 1.25, màu đỏ tươi, xe rút hồ sơ rồi. Về các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Con này nhá, 2015 số sàn đấy, em để cho các bác là 145 triệu thôi. Nội thất của nó là anh em này, nội thất của nó cực kỳ căng mộng và sơn si bên ngoài của nó cũng rất là đẹp đúng không ạ. Để cho anh em có 145 triệu thôi, anh em không mua thì mua cái gì bây giờ đúng không ạ. Không mua thì mua cái gì, nội thất đẹp căng đét luôn và con nhá. Rồi tiếp tục ạ, tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm. Tìm em như thể tìm chim, mà tìm em như thể tìm tiền, tìm em như thể tìm cho các bác những con xe đẹp. Vâng, thuế thì kệ thuế thôi. Cứ có xe đi tập mưa tập lái, tránh mưa tránh nắng là ok. Con này có 125 triệu thôi. I10 cũng 2013 nhưng con này nó là bản thiếu số sàn. Máy của nó là 1.1, 43 máy, 4 máy nhá. Biển 30A02991. Vâng. Rẻ lắm, để cho anh em có 125 triệu thôi. I10 2013, nội thất của nó đẹp căng đét này. Nội thất của nó đẹp căng đét cho anh em này, rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp cho anh em. Đấy, và còn thế, cực kỳ đẹp cho anh em này. Đấy, để cho anh em có 100 bao nhiêu? 25 triệu thôi, anh em có mua không? Đấy, tiếp tục ở đây em đang có cho các bác đây, Morning số tự động này. Morning số tự động này 2009 này. 2004 cái này có 115 triệu thôi, để cho anh em giá rẻ. Đời 2004, màu bạc, biển Hà Nội. Vâng, một cái dòng xe đầu tiên của hãng Morning khi du nhập Việt Nam, và giờ 2024 rồi, 20 năm rồi, nó vẫn đang cho ra mắt thị trường những cái mẫu xe phiên bản cực kỳ đẹp đúng không ạ. Đấy, đây con Morning nhập này sao ạ, 140 triệu, đời 2011 nhưng mà nhập khẩu 2011 thì cái form của nó này y cái form 2013 rồi, nên anh em yên tâm. Đấy, để cho anh em cái giá rất là rẻ thôi, có 100 bao nhiêu, 140 triệu, mà rẻ hơn tí nữa là cũng bán luôn. Đấy, và còn nhá, và còn có bác chị em nào đang quan tâm về xe thì các bạn dạn lên đây, Spark đây mấy chục đây, không anh em lại bảo không thấy mấy chục. Vào đầu live thì em đã có một con 50 rồi. Và tiếp tục là một chiếc Spark đây nhà em, thì Spark lại 209 này thì còn nhiều. Con này để cho anh em khoảng 2010 à. Con này để cho anh em khoảng bao nhiêu ạ? Con này để cho anh em khoảng 76 triệu thì đúng hơn. 76 triệu đời 2010, biển 30A này, 65581. Nói chung Spark thì nhà em còn mấy con nữa cơ. Nói chung là còn mấy con nữa. 209 thì bán tầm khoảng 6 mấy triệu. 2010 thì bán hơn 70 một tí. Nói chung là cái tầm tiền vài chục thì anh em có Spark và đi là hợp lý đúng không ạ. Nội thất rất là đẹp luôn này, cực kỳ ổn định cho anh em và quý hàng của cái bà con nhé, rất ok cho bà con các bác chị anh nhà mình này. Đấy, bà con các bác chị anh nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về Spark mấy chục thì đấy, hợp lý luôn đúng không ạ. Bà con các bác chị em thông cảm, và những cái chiếc xe nào mà nó chỉ có hơn 100 hoặc là dưới 100 thì tôi anh sẽ quay, còn những cái dòng xe mà nó cao tiền hơn thì tôi anh sẽ không quay bà con nhé. Đây em đang có mấy chiếc đây. Đây, tiếp tục đây là một chiếc xe đang đeo biển 19A này. 26219, một chiếc Daewoo Nassetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất năm 2010, biển Phú Thọ. Con này để cho anh em cũng đâu đó có khoảng tầm là 150 triệu thôi, 150 triệu xe nhập khẩu nhá. Nếu anh em mà thích số tự động thì anh em cố lên tí lấy con này có 166 triệu. Nên là em đang nói cố nhá. Đang nói cố chứ hôm nay thì không quay đến dòng này CDX số tự động 209 nhá. Đấy, và còn những cái 150 triệu trở xuống này em sẽ quay cho anh em. Đó, con này cũng 150 triệu, con này nhập khẩu biển 36 này. Đấy bà con nhé, rất là đẹp cho anh em này. 36A06263. Con này thì để cho anh em cũng 100 bao nhiêu, 150 triệu thôi, 150 triệu. Xe nhập khẩu 2010, số sàn. Đấy, form dáng thì nó rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Không phải bàn, không phải chê rồi. Đấy bà con nhé. Ở đây em đang có Spark này, Spark ở đây còn mấy con nữa này. Đây có Spark này, con Spark này thì Spark van nhưng đời 2013, con này có 75 triệu thôi. Nhưng mà nó là 2 chỗ ngồi, đời cao 2013 bà con nhé. Con này thế nào là van 2 chỗ, la đăng đúc 4 bánh, đăng kiểm tháng 2 2025.
Vâng, để cho anh em đâu đó khoảng tầm là có 70 mấy triệu thôi, 70 mấy triệu là bà con đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đấy, bà con các bác chị em thấy không? Nó quá là ok, quá là chất lượng cho tất cả mọi người, cực kỳ ổn định để bà con các bác chị em nhà mình có thể mua chiếc xe này. Gần cuối video rồi, em đang có cho các bác một cái siêu phẩm nữa đến từ thương hiệu của số tự động mà có 80 mấy triệu thôi. Bà con nhé. Bà con các bác chị em nào đang quan tâm về xe thì hãy mạnh dạn lên alo cho em. Con bán tải này đây. Con bán tải này có 142 triệu thôi. 142 triệu hay gọi 140 triệu thôi là bà con các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe bán tải Premio Max. Con này thì sản xuất năm 2014, đời cao chót vót luôn, máy dầu, số sàn 2 cầu, vâng, biển Bắc Giang. Một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Premio, giống như kiểu là Villa Suki của Việt Nam đó. Để cho anh em có 140 triệu thôi mà còn bớt cho anh em vài chục nữa để anh em đi, đúng không ạ? Trên đây em đang có cho các bác một mẫu xe nữa này. Và có các bác chị em nào đang quan tâm về xe thì vài chục thì vài trăm hay là vài triệu thì em có hết bà con nhé. Đây, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Daewoo Maglert đây. Con này thì nó chỉ có mấy chục triệu thôi mà các bác đi số tự động. Rất nhiều bãi là đang quảng cáo những loại 204 ấy đây. Nó rơi vào tầm khoảng 70-80 triệu, nhưng nhà em bán 207 như con này còn rất là zin, máy số cực kỳ chất, vâng, sơn si cực kỳ đẹp. Và để cho các bác loanh quanh có một chiếc xe như này là bán 95 triệu, nhưng hôm nay em bớt cho các bác 10 triệu, còn 85 triệu thôi bà con nhé. 85 triệu thôi bà con nhé. Một cái dòng xe còn quá là yêu cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình này. Đó, một chiếc xe số tự động, động cơ 2.5. Nhà em thì còn đấy hơn 16 phút để quay cho các bác về cái dàn xe số tự động này. Đó, và cái dàn xe vài chục triệu này. Đấy, bà con thấy không? Còn quá nhiều cho bà con đi lại nhé. Đấy, và các bác chị em nào đang quan tâm về xe thì hãy mạnh dạn lên. Ngoài những cái chiếc xe từ vài chục triệu cho đến hơn 100 triệu thì anh em còn quá nhiều xe cho tất cả mọi người. Đấy, và có các bác chị em nào đang quan tâm về dòng xe nào đó thì hãy mạnh dạn lên alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ.